bạn, cái này mình lấy cái bộ xe bộ lốc của xe máy này, mình làm cái hộp số cho cái máy tiện này. Đây là giờ mình tháo cái này ra này, tháo này ra cái một lần tháo cái này ra, mình cưa đây đi, cưa này. Cái này thì nếu mà quay ở cái tua này thì cứ có một cái số của nó là 7 vòng cái này thì mới được một vòng này. Nên đôi khi mình làm cái này thì nó quay nó nhẹ, nhưng mà chỗ này chắc mình phải đổ bu đi thật to thì nó mới truyền tải được. Còn nếu mà làm ở chỗ này thì không ngâm được nhớt. Nếu mà làm ở cái bánh này á, làm cái bánh này này thì nó quay được bao nhiêu vòng thì nó sẽ bao nhiêu chuyển số thôi, nhưng mà nó nặng máy là một, nó cũng khó làm. Cái này thì mình nếu mà làm này ra thì mình không đổ nhớt vào được, nên mà chắc mình phải quyết định nha. Sẽ cho nó quay vào cái chỗ bánh chớn này. Đấy, cứ 7 vòng này ấy, thì mới được vòng này, 5 vòng này mới được vòng này. Đó là một số thứ ba là tới hơn chục vòng mới được vòng này. Nên là nó chạy hơi chậm. Nhưng chắc mình đổ lại cái bu li to ra đây. Đấy, cái này mình cắt rồi. Cắt rồi này. Cắt này này. Giờ mình tắt vào thôi. Được cái này đây, mình để nguyên cái trạng trạng đó. Thì cái này thì rất là nhẹ, nhưng mà nó chạy nó có ba chế độ, là gần một cái này chạy được khoảng 7 vòng thì cái này mới được một vòng, một chế độ 5 vòng cái này được một vòng, và cái chế độ là khoảng hơn chục vòng thì cái này mới được một vòng. Nó có ba chế độ này, nhưng bây giờ mình cứ độ cái bu li này cho nó to, bu li nó phải to ra, nó phải tới khoảng 40. Còn cái này thì mình cứ cho chạy đã vậy thì mới đổ nhất đây chạy cho nó bền. Cái này thì mình làm con này lắp vào kiếm được cái bu li này nó vừa luôn, không biết của cái máy gì ấy. Kiếm ở đây vừa luôn thì mình tiện cái khoanh này, cái nó vừa khớp với cái nhông này này, cũng là ok rồi, đẹp. Không biết có cái máy gì ấy. Bây giờ mình lắp vào đây, lắp y chang vào đây luôn thôi. Cái này lắp vào đây. Còn cái này lấy cái nhông này cũng ở trong trong hộp số của nó nhờ, của cái máy khác ấy. Cái này mình lắp vào đây, lắp vào đây kiếm cái trục này cho ra đây đó, quay vào đây thì mình căn cho nó chuẩn ra này, mình hàn lại đây. Vin luôn, lắp vào đây hàn đây. Những cái này là mình phải độ cái bu li nó phải cỡ này, nó 40 này. Cho ra đây. Đó. Vì cái vòng này ta cứ 7 vòng mới được một vòng này, nên là cái vô tua nó rất là chậm. Giống như ở cái bánh xe máy ấy, nên mình phải độ to như vậy. Để giữ nguyên cái hiện trạng của nó là cho nó bền cái hộp số. Mình cái làm căn đây, mình hàn đây, chuyện cái này vào đây, hàn đây, cho đây luôn, mình không đụng gì đến cái đắp trục các chiếc này cả.
cây luôn. Này mài cái này đi, thả cái này vô đây vừa luôn đó. Này sau khi mình dùng chính cái máy này mình tiện này, tiện cái cho cái đầu nó bằng này để mình khi mình nhìn vào đây cho nó rất là chuẩn này đó, là tương đối chuẩn này. Đến đây thôi, giờ mình chấm mình hàn lại. Quá ok. Rồi, căn chuẩn này, căn cho nó đúng cái đầu này rồi. Quá chắc rồi. Này cái nhông này khi mình căn rồi mình tiện cái trục này mình hàn dính ở đây. Để cái này này, cái này lắp vào đây. Rất là vừa. Cái này nó có độ xê dịch này. Đó, quay này. Xê dịch. Đó, rút ra cho vào được, nó có độ dơ nên mình làm không đụng chạm vào đây. Nó có độ dơ này. Đó. Bây giờ mình lắp cái này vào đây. À, hơi cấn cái này, này mình cưa đi, cưa này đi tí, cưa cái xe cái cổ số này đi tí. Cái này khi mình căn mình tiện cái gen này mình hàn nó này vừa khít luôn, rất là ok. Đó, bây giờ mình cưa cái này đi. Nó đẹp quá một lần thôi. Đó, mình xiết cái này vào đây, cái này là giữ nguyên cái bản zin của nó này, mình không có tiện vào hàn vào trục vào chiếc gì cả, nó ngâm trong nhớt luôn chặn cái bài. Có cái vòng này quay hơi chậm này, vòng này quay hơi chậm thì mình phải cho cái bu ly thế này to ra thì nó mới đủ tua này. Nếu mà lấy cái ở chỗ này thì chạy thì quá nhanh. Rồi sau khi các bạn siết cái u ly này vào đấy thì mình căn cái chân số này cho nó hở ra có cái độ xê dịch này, rồi mình châm chết nó vào luôn, mình châm chết nó vào. Bây giờ phải yên tâm. Số 0. Số 2. Số 3. Số 2. Số 1. Rồi sau khi mình đóng cái bu ly này 30. Mình đóng bu ly đóng cái bạc đạn này. Đó. Được nào. Motor quay vào cái này chuyển ra cái này chuyển lên mâm cặp. Giờ mình đi mình làm cái khung thôi. Đây, cái này mình lắp cái ấy xong mình để ở đây này. Bây giờ mình để toàn cái anten treo này này.
Đó, tức là nó căn luôn, nó căn được thẳng luôn cho mình này. Đó, giờ mình sẽ căn cái này vào đây. Ok, vào đây, mình bắn cái... Đây. Cái này mình hàn cái này để cho... Để cho có độ xê dịch chứ, để mình tăng dây cu loa. Để mình lắp vào đây. Rồi, lắp vào đây. Đó, mình siết vào, siết vào đây này. Chiết ra đây để cho tầng tầng này mình hàn hàn vào là xong. Kéo vào đây thì nó căng này. Đó. Đó, siết đầu chỉnh lên chỉnh xuống này. Đó, rồi mình siết trước xong mình hàn sau vậy thôi. Đó. Thì nếu mình đưa cái đầu máy kia vào trong đầu kia. Cái này thì lúc nào mình muốn tăng cái dây của loa thì mình lấy cái ốc ra mình đun nó vào đây là nó được, xoay mình đun cả cái dàn này luôn. Đây, sau khi cái này mình lấy một cái miếng sắt này bắt vào cái đít của cái lốc máy này, cái này mình gắn vào xong rồi này. Đó, gắn xong rồi. Bây giờ mình bê lên cái bệ. Đây cái bệ này. Cái bệ mình làm xong rồi này. Cái này khoan ra cái lỗ này xong cái bệ kia khi mà lắp vào thì nó trượt, cái này có độ chỉnh này. Chỉnh để mình cái dây của loa trùng á, để mình chỉnh luôn, mình đưa cái dàn này với đưa cả cái lốc đi theo luôn. Mình không phải làm cái một thêm một cái poly để mình tăng dây của loa nữa, là một cái thôi. Bây giờ mình bê cái lốc này đưa đây, mình cho cái nhông vào đây. Đó, cái nhông đưa vào là vừa luôn, xong vừa khớp luôn. Đó, vừa khớp luôn. Đó, chết ra con ốc này. Khi mình muốn tăng dây con loa thì mình chuyển cả cái dàn này lên luôn. Thực tế là nó rất là ít khi tăng nữa. Đó, là mình xếp nó lại thôi. Cái này nó vẫn có độ xê dịch nha, mình không cần làm cứng quá có độ xê dịch cho nó được. Có đây. Khi mình chỉnh cái dàn tăng đưa cả cái dàn này lên luôn. Mình không muốn làm cái poly đây nên nó cũng khó làm hơn, làm này đỡ phải mất công. Đó, ok. Bây giờ siết vào thôi, để bắt đầu với gắn cái motor nữa đây là tạm được. Đó, cái này mình đã vặn vít xong này, cũng rất là êm. Trước mắt bây giờ thấy được cũng chưa thử không biết thật sao. Rồi bắt đầu với gắn thêm cái ốc để xít vào đây, với mình làm thêm cái dàn trên này để motor trên này nó quay ở trên này luôn, để con motor nằm trên này luôn. Đây là cái bệ mình gắn motor này, ghiềm lên đây, gắn motor này, cái này là mình quên chỉnh lên đây để tăng cái cu loa này. Đó, mình gắn cái motor lên trên này, kéo qua đây. Đó, bẻ tắt thành xong rồi này, để mình tắt motor vào đã là xong. Đây, sau khi mình gắn cái motor vào này, gắn motor vào được này đây, đấy là cũng đã hoàn thiện này, hoàn xong rồi này. Đó, đây là toàn bộ cái dàn số của máy tiện mình mới chế này. Cái này là số này, cần gạt số này.
Đấy. Ba số này. Ba số, này có ba số. Đấy. Như cái này là máy Honda. Ba số. Một số 2 số 3. Là số 1 này, quá ok luôn. Rồi, hơi bị ngon, quá ok luôn. Đây mình quay lại cho các bạn coi này. Đấy, đây là toàn cảnh cái hộp số của mình đây. Đó. Đây là hàng kèo, này là bật lên bật xuống. Đó. Sau khi mình chạy thử thì mình thấy có cái bàn trượt bàn trượt băng này nó chưa được ngon lắm này, nó còn chưa được mượt lắm, nó do tác động lên hai cái con V3 này nó cũng không được, nó tác động mà nhiều quá thì nó bị ma sát nhiều, nhưng cái độ mượt nó chưa được bao nhiêu nên đợt này chắc mình sẽ phải sửa lại cái này thì nó quay ngược này, quay chiều này á, quay chiều này thì nó lại lại vào, quay chiều này nó lại ra, thì mình sẽ chuyển đổi nó làm thêm cái bánh răng này. Bánh răng này làm cho nó quay cái này cho nó quay theo cái chiều đó mà nó vừa nhẹ nữa để cho nó mượt đó. Đấy, cái này mình mới tiện này, rất là ok, nhìn đẹp phết. Cái này cái mũi dao mài nó chưa được chuẩn lắm nên là nó cũng nóng, quá đẹp luôn. Đây mình tiện thử cho các bạn coi chút thôi đó. Tới đây mình sẽ sửa cái này được rồi mình làm mũ trung tâm, cái này nó liên quan đến cụ trung tâm nên mình sửa cho nó ngon cái bàn này đã. Khi nào cái bàn này mình thấy nó mượt thì bắt đầu mình mới làm mũ trung tâm. Đó. Vấn đề là cái này bàn trên này nữa, cái này phần này ok rồi này, phần này ok rồi này, số cũng ok rồi, ba số chạy tốc độ là rất là ngon.
rất là chuẩn rồi. Mấy phần này nó ok rồi này. Đó, giờ thì còn cái phần này là mình thấy chưa ưng lắm. Nhưng mà chắc là phải sửa thôi. Từ trước nó chưa có cái đồ tiện ấy, thì mình làm cái bạc này nó sơ sơ nên cái độ chính xác nó chưa cao mà nó chưa được 10. Cái này có máy tiện rồi thì mình tiện cái trục này thì mình sẽ làm cái này. Làm kỹ hơn tí nữa là làm cái thanh băng này cho nó to lên tí nữa. Cái sắt lượng sắt này nó dày nó to lên nữa thì cái độ tiếp xúc ma sát của nó ít đi, nó nhẹ hơn, nó mượt hơn. Đó. Cái lịch trình này mình sẽ rảnh rảnh mình sẽ sửa cái thằng bàn này. Mấy cái này thì ok rồi.